Vâng, xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay mọi người cùng mình đến bản KIT mọi người, để cùng người dân thu hoạch ngô. Đây, niềm vui nối tiếp niềm vui mọi người, để kịp thời tiếp tế lương thực cho người dân chuẩn bị đón đầu mùa khô khắc nghiệt mọi người. Và bạn xã nhá. Yeah. Đây, người dân đang thu hoạch ngô mọi người. Thời gian vừa qua không xít sao được, người dân có phần chảnh máng ấy mọi người. Đợt rồi mình có sốc lại tinh thần cho người dân. Bây giờ tinh thần người dân làm việc rất là hăng say ấy. Và đây là vụ ngô đầu tiên của bản mọi người. Và đây là một số người thu hoạch nhé mọi người. Còn phía dưới kia người dân vẫn đang tiếp tục bỏ phân cho ngô phía dưới nha mọi người. Đợt rồi phân thuốc không kịp thời nên cho nên sản lượng ngô không được trúng mấy. Nhưng mà lần tới này mình sẽ xít sao hơn, cùng người dân chăm no cho vườn ngô cho vụ sau cho thật là trúng, để người dân có cái quả ăn của để mọi người. Bom dia. Ta sao sao đấy? Ta phải gì cái? Ồ, cái này có đi vào cây kia bu. Người dân đang dọn cỏ để trồng thêm đậu bắp mọi người. Adubo có mu. Dạ. Ya tudu. Himputran. Un metro. 60 nào. Metro. 1 metro. Dạ, mình tư vấn người dân trồng thưa ra tí, tại vì rút kinh nghiệm ở bản Capingana hơi dày mọi người. Cái này poco de pequeña como. Cái rất grande. Người dân cứ sợ nhiều. Mà trồng nhiều cho đẹp cho sau này thì thu hoạch cho mỗi người được chia được nhiều. Dạ sa sa ate bài số nhá. Cái đồ ran đi, đối với cada vez son un que un ca sa ran đi, tao bo. Lại mà hino sẽ ga. Vai. Đối với công ra mai được nào. Ra mai được nào vừa cement đi. Vâng, cái phần ngô trồng trước khoảng 1 tuần đấy mọi người. Hôm qua mình đã cho người dân bón phân và vun gốc ấy. Còn phía bên kia đang còn nhỏ ấy, chắc chờ 1-2 ngày nữa. Chắc qua tuần. Qua tuần bỏ nó vừa, sợ bỏ sớm cây nó sẽ chết cây mà. Đây, ngô phía trồng trước được một ít đây. Mình đã tiến hành cho bỏ phân và người dân đã làm xong rồi đây. Vâng mọi người, hy vọng lần này kịp thời phân bón ngô sẽ được tốt hơn và sẽ trúng mùa hơn mọi người. Vâng thưa các bạn, bản KIT này chưa biết gánh ấy. Nay mình cũng tập cho người dân gánh. Đang thu hoạch ngô mọi người. À xin nhé. Kini, ini friend. Kini tir. Kini data. Asing. Kini peran. Asing eu fazer bem. Tira ainda. Asing. É fácil. Ok. Uma vez leva dois. Vâng. Yeah. Mọi người, dần dần rồi sẽ quen thôi. Những bản kia làm được thì mình tin chắc bản này sẽ làm được mọi người. Yeah, tiếp. Mai ra vì đủ đi. Fuki. Uma vez leva dois. Ok. Tiếp. Đây ngô khi mà thu hoạch mình sẽ cho chặt luôn cây mọi người, cho gọn luôn. Đợt tới này có lẽ là để vầy trồng khoai lang mọi người. Mình sẽ tấp đất lên trên những cây ngô này để tạo chất mùn ấy mọi người. Rồi mình sẽ cho trồng khoai luôn. Mình muốn mở rộng diện tích trồng khoai
vì khoai rất dễ trồng và công chăm sóc nó ít đấy mọi người. Họ gì xin ăn được với một ra tu được peso ra ra công cái gì nhá. Mình sẽ dặn bác là mình sẽ chỉ cho bác, rồi sau này bác về sẽ chỉ này cho người dân bản này, tại vì ngôn ngữ của người dân ấy, người ta nói dễ hiểu hơn, nói tiếng dân tộc ấy mọi người, như bên mình gọi là tiếng dân tộc. Dạ tao bong đi. Dạ tao bong. Dạ, uống một bên này vào đôi. Hy vọng mọi người một lần lên được hai thau ấy. Người dân ở bản Cai Tin là rất là lạ. Còn mình sẽ cố gắng truyền đạt đến cho người dân thực hiện tốt mọi người. Thu hoạch khoảng hơn một nửa một tí mọi người. Cái này là nứa ngô trước bản nhân có cho người dân trồng ấy. Đợt đấy là tinh thần làm việc của người dân là chưa cao và chăm sóc nó không có, cho nên là ngô nó hơi thất. Phía bên này gần một nửa mọi người, bắt đầu cho trái. Thời gian tới khoảng gần tháng nữa thu lại. Đây, nứa ngô mới đây mọi người. Nhưng mà không đồng đều mấy. Khu đất này nó cũng xấu ấy mọi người. Phía xa xa cái người dân đang trồng đậu bắp. Đậu bắp mà lần này mình nhớ cho trồng thưa thôi. Manu Pedro. Carabura Coso Dua nhá. Nam Etemintu. Mình có dặn người dân là trồng mỗi hố hai hạt thôi. Hố cách nhau là khoảng 1 mét. Cái trồng dày như bên Capigana sẽ không có năng suất. Công việc cuốc cỏ dọn đất vẫn đang tiếp tục diễn ra mọi người. Ngô đã thu hoạch xong rồi mọi người. Thời gian vừa qua người dân có chảnh mảng ấy, cho nên là ngô cũng không được trúng cho lắm. Mà được cái là bắp to chắc hạt. Đây mình bóc ra một ít đi. Vâng thưa mọi người, người dân thu hoạch ngô xong vào buổi trưa đây, đang tụ họp ở chòi đây, chuẩn bị giờ cơm. Ăn cơm xong mình sẽ tiến hành chia cho người dân đấy. Hôm nay là các thành viên trong hộ gia đình là đến giúp những người làm ở đây, giúp thu hoạch luôn, cho nên là số người là hơi đông. Người dân ăn rất khỏe mọi người. Đây đang nấu thêm một nồi nữa đây. Có câu ngày mùa vui như ngày hội, hôm nay mình mới được chứng kiến mọi người. Rất đông. Người dân đang chờ cũng là rất là đông mọi người. Phiêu. Alo. Phe là. Bye bye bye. Xin mời anh. Vâng thưa các bạn, bữa trưa đã bắt đầu. Bây giờ mình mời mọi người ăn và bài hát Cảm ơn Việt Nam đã vang lên. Mình rất vui và cảm thấy được hãnh diện khi được đại diện cho người Việt Nam mình ở đây, đại diện cho các bạn khán giả trực tiếp làm việc với người dân. Dạ, tu du, vấn đề của mẹ á. Vấn đề của mẹ á. Dạ. Dạ. Bà bì tì tì. Dạ. Vấn đề của mẹ á. Dạ. Vâng, ngày mùa đây. Vui nghe nhẹ như ngày hội mọi người. Người dân rất là đông. Dạ, dạ, dạ. Đây, phần em caramel đây mọi người. À, mọi người đang ăn. Bữa trưa rất là sum vầy đây. Và hôm nay người thân trong gia đình của những thành viên đi làm ở trong nông trại mọi người cũng đến, tất cả đến luôn, đến phụ người thân của mình. Và mình đã chuẩn bị thức ăn hết nhưng mà chưa kịp chín đấy mọi người, chờ sẽ ăn lần sau đấy mọi người. Vâng thưa các bạn, là thức ăn thứ hai của người thân trong gia đình này.
đến phụ người thân của mình làm việc ở đây. Hôm nay đến đông quá, mình tí nữa trở tay không kịp. Nhưng mà không sao, mời người dân một bữa ăn không phải là quá khó với mình. Và như mình được biết ấy, thì người dân ở đây đa số là thường là có một bữa. Tuy không phải mâm cao cỗ đầy gì nhưng mà có câu nói ấy, một miếng khi đói còn hơn là một gói khi đo no mọi người. Vâng thưa mọi người, việc thu hoạch đã xong đây. Và những gương mặt làm việc thường xuyên ở đây mình sẽ chia cho những người này. Và những người thân của gia đình ấy, là mình sẽ không chia. Để hôm nay đến xem để thu hoạch thế nào ấy. Trước tiên là mỗi người một thau đã mọi người. Đây là nứa ngô đầu tiên nhé mọi người. Đang còn. Mình bây giờ mình mới cho thu hoạch một ít để tạm thời cho người dân lấy cái ăn hàng ngày đã mọi người. Ajuda phải gì? Rápido. Mai con kề. Mai con compañera también. Vâng, mọi người, niềm tự hào dân tộc này trỗi dậy trong mình rồi. Thật sự mình rất hạnh phúc và cảm thấy là rất là vui vì được đại diện cho người dân Việt Nam mình, đại diện cho các quý vị khán giả, các mạnh thường quân ấy, được làm việc cùng với người dân ở đây. Và hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của dân bản KIT mọi người, được nhận một ít thành quả của mình, chính bàn tay người dân mình làm ra. Mỗi người được 2 thau. Aquí. Aumenta. Aumenta monte, ya. Queremos aumentar primero 20. Ya. Vâng, mình rất hạnh diện vì đâu đó ở bản làng xa xôi châu Phi và có người dân biết đến Việt Nam mình. Ya. Está feliz, né? Já. É uma pergunta, já. Tá sentindo que mais? Eu tô sentindo muita alegria. Já. Comida já veio, né? Já. Thức ăn đã đến rồi mọi người ơi. Cuenta, pessoal. Cuenta. Vâng, mọi người đang hát bài Tôi rất yêu Việt Nam. Ya sé tu bello, pessoal. Pera. Fica aí. Fica junto. Aqui eu conheci bem, tudo dia eu vai, já vem trabalhar, já?
Cái này đó. Oi tu. Tamai você recebe dua. Cái này tamai você recebe dua ya tat setu ni. Ya. Asa ingin ni besa vai sim le. Itu ni. Ya. Vâng, đây những người đến thường xuyên đây, lần nào mình đến cũng gặp, đi làm và làm việc rất nhiệt tình đây. Mình sẽ thưởng cho người một ít gọi là tấm lòng thôi, chứ cũng chả được bao nhiêu, chả được nhiều. Và việc phân chia đã xong. Tu ya recebe ni, ya. Takata negre ni, ya. Depois trabalhar bem, depois receber mais muito ya, ya. Vâng, mình cũng bảo mọi người cố gắng làm việc đi, lần sau sẽ chia được nhiều hơn. Esse teu fazer tá bom, tá com já mesmo, tá gostando. As pessoas de hoje tá ficando com alegre. Tá recebendo milho aqui em Angola. Tá bom, tá ajudando as pessoas. As pessoas estão ficando alegre. Obrigado, obrigado. Tá acabando, aleluia. Vâng, thưa các bạn, video của mình xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy ý nghĩa cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Vì mỗi một lượt like, một chia sẻ và một đăng ký kênh của các bạn sẽ làm cho kênh này một vững mạnh và đồng nghĩa với việc thêm nhiều bản làng, nhiều người dân được giúp đỡ ở miền núi Châu Phi này mọi người. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Tudo fanai, chào các bạn nhé. Chào các bạn.